mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phương Khóa Cuộc Sống Ở Nhật. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm bánh món bánh trôi nước các bạn ạ. Nguyên liệu của mình là gồm có, để làm bánh trôi thì nguyên liệu của mình gồm có bột nếp, đường, vừng và một cái chậu con này để nhồi bột các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi nhồi bột các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dùng cái bột chuyên dụng này các bạn ạ. Chuyên dụng để làm bánh đây. Nên mình sẽ sử dụng hết một gói bột này. Các bạn ơi, bột đã mình đã nhồi được 15 phút rồi đây này các bạn này. Bây giờ mình sẽ để cho bột nó nghỉ 30 phút các bạn nhá. Sau khi chờ bột nghỉ 30 phút ấy thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nhân của nó. Mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nhân đây. Đây mình sẽ lại để vào đây. Đây các bạn ơi, giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân nhá. Mình sẽ đi thái đường ra các bạn ạ. Đấy, rồi mình sẽ đổ ra đây. Các bạn ơi, bột của mình đã nghỉ được 30 phút rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đi chia ra thành những phần nhỏ. Nhà mình nặn nhân bánh. Và trong cái lúc chờ nặn cho nhân này vào thì mình sẽ bật bếp để chờ nước nó sôi luôn. Đây thì mình làm đâu thì mình cho nhân vào đến đấy luôn. Thank you.
Ê, các bạn ơi, bây giờ nước của mình nó sôi rồi nhá, thì mình vừa vừa nhân bánh mình vừa cho những cái mà mình đã nặn rồi vào trong nồi trước nhá. Đấy. Mình sẽ cho vào đây luôn để mình luộc bánh. Đấy, và cái viên này là cái viên cuối cùng đây này các bạn này. Viên cuối cùng đấy, và chỗ bột mình nặn đã xong hết rồi đấy. Còn thừa đường mình cho hết vào đây luôn. Các bạn ơi, và bánh của mình nó đã chín, nó đã nổi lên rồi này các bạn này. Các bạn thấy không? Đấy, nó đã chín, nó nổi hết lên rồi đấy. Và sau khi nó đã nổi lên như này thì mình sẽ để cho nó sôi khoảng chừng 5 phút nữa nhé, cho nó chín hẳn cái bột đi các bạn ạ. Trời ơi nhìn đã vác. Đây các bạn ơi, và bánh của mình sôi được 5 phút rồi nhỉ. Giờ nó chín rồi mình sẽ đi vớt bánh ra các bạn nhá. Mình sẽ vớt ra một cái tô nước. Các bạn ơi, vậy là cái món bánh trôi nước của mình đã hoàn thành rồi đây này các bạn nè. Đấy, hôm nay mình đã tự tay mình làm được cái viên bánh trôi nước, nhìn trông cũng khá là hấp dẫn đúng không các bạn? Mình thực ra thì cái món bánh trôi nước này này mình làm khá là nhiều lần rồi. Nhưng mà lần nào mình cũng bị thất bại vì lần thì là mình do mình mua bột nó không đúng này. Lần thì lại mình do mình nhào thì nó lại nhão quá. Có những lúc thì mình làm thì nó lại mình mua nhầm bột đấy, mình nặn nó lên ấy, thì nó lại bị nó bị như kiểu là cái gạo của nó không giống như bột của mình ấy, nó bị sống bột các bạn ạ. Thế hôm nay mình ra mình lại chọn được cái bột này của Nhật thì nó chuyên để làm bánh trôi ấy, thì làm nó lại có vẻ là nó dễ dễ làm hơn. Mà khi mà lúc nãy mình thử cái bột này thì nó không bị sống bột, nó không hạt cái hạt gạo của nó không bị to lắm ấy. Thế này là mình làm đã thành công rồi đấy các bạn ạ. Đấy mình xin được kết thúc cái video bánh trôi nước của mình ở đây các bạn nhá. Các bạn nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ cho mình các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bye bye!